Anh Vũ ơi, em đang bị kẹt lại ở Top Plans. Ok, hello, xin được kính chào tất cả các bạn đang xem TikTok ngày hôm nay. Thì mình sẽ nói với các bạn về Top Plans. Thì Top Plans tức là như thế này ha. Chúng ta thẳng hai hớp ha. Ok, thì các bạn kiểm soát tốt cái phần Top Plan. Thì cái Top Plan là lên 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 và nói thì phải push được. Phải push được. Và khi bước xong bạn có thể giữ lại được, ok. Thì hôm nay chúng ta sẽ tập chất plan push-up ha. Chúng ta sẽ có một số bài tập bổ trợ cho chất plan push-up hoặc là làm mạnh cái chất plan của bạn như sau. Ví dụ như là dồn tới nè, rồi ok. Các bạn chỉ cần đặt chân xuống như thế này thôi. Tức là dồn đã dồn tay quay được rồi, thẳng ra lấy thẳng phát khớp ra để xây dựng luôn cái sự mạnh đầm đẩy cho cái phần khớp vĩ ha. Rồi sau đó sẽ hấp xuống nè, rồi đẩy nè, xuống nè, hít vào lên thở ra. Tắm lần lên xuống hít vào lên thở ra, đúng rồi. Nó ráng giữ scapular protraction, không để nó bị xuống retract ha. Rồi lại, rồi rồi xuống nè, hít vô nè, lên thở ra. Chúng ta sẽ làm 10 lần cùng chung với Thái Vũ. Năm sáu bảy rồi đáy dựng lại, ok. Sau khi chúng ta đã làm mà quen với là cái phần hai chân xuống đất thì chúng ta sẽ giơ một chân lên ha, dồn được tới nè, rồi giơ một chân lên, rồi hết, rồi một nè, ráng dựng xong rồi bước sang hai nè, đó ba cũng là ta quen nhất chân rồi, đó đổi làm đều hai chân ha, đó nó dồn được tới. Rồi, ok. Sau khi đó quen rồi chúng ta sẽ chuyển qua cái phần lên sắp đàn. Rồi, sau đó sẽ hết xuống. Rồi, xuống chậm tới bên hồi. Rồi, làm lại. Đấy. Xuống chậm nè. Xuống càng kiểm soát lên, càng lên được cái sắp đàn của sắp. Xuống một lần. Ráng giữ lại lâu lên, đó, ráng giữ lại lâu hết có thể để cho nó tăng sức chịu đựng cũng như là tập gân cho cái phần ba chúng ta nó phải là nó chịu được cái độ bền, cái này là động tác chốc lan chúng ta sẽ lên level mới rất là nhanh ha. Rồi tiếp tục, rồi xuống thì chậm giữ, đó. Sau khi chúng ta đã quen rồi thì chúng ta sẽ thử đẩy luôn và sau đó chúng ta sẽ làm được chốc lan push up ha. Rồi xuống kiểm soát nè, rồi đẩy lên, đúng rồi, xuống kiểm soát nè, đẩy lên, xuống kiểm soát nè. Đẩy là ok, các bạn đã xem video, chúc bạn tập luyện tốt cùng Calisthenics và Strip Workout.